mình sẽ tạo ra một cái file là trang 18p18.png. HTML5. Ở trong này thì chúng ta sẽ tạo ra hai cái khối ha. Chúng ta sẽ div 1 và 2. Như vậy chúng ta sẽ có hai cái khối style của chúng ta. Sẽ có cái khối thứ nhất, rồi chúng ta sẽ định nghĩa cái khối này ở đây. Ví dụ như là mình cho width của nó ở đây là 300 pixel, rồi height của nó là 200 pixel, border thì mình sẽ chọn là 1 pixel, solid và width, top 100, top 100, left 50. Rồi ok, mình xuống đây mình sẽ có một cái div đầu tiên. Cái này mình để là khối 1. Chỗ này mình sẽ có class top 1 lưu lại. Chạy trang này lên. Đây, khối 1 của mình đây. Đó, khối 1 của mình có kích thước 302. Bây giờ ở chỗ này mình đang view 100%. À, chỗ này mình có pixel nè. Pixel. À, lưu lại. Top 100 left. Top 100 left. 100, 300. Rồi, ví dụ như chỗ này mình để top 200 thì coi. Chưa thấy ảnh hưởng. À, mình có cái top left right. Và cái vị trí của mình nè. Vị trí của mình thầy đang cố tình cho các bạn thiếu cái vị trí đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thử lại cái vị trí mới. À, đối với lại cái bạn này. Như vậy thay sau cái border hoặc là trước sau gì cũng được. À, chúng ta dùng cái position của nó. Position ở đây thì nó có những cái loại vị trí. Ví dụ vị trí tuyệt đối, vị trí tương đối. Rồi, chúng ta sẽ lưu lại để chúng ta thấy có gì thay đổi không. Này, chúng ta lưu lại. Đó, được chưa? Các bạn thấy chưa? Rồi, ví dụ như chỗ này mình có 100. Đó. Như vậy nó đã thay đổi vị trí rồi đó các bạn. Thay đổi vị trí. Vậy thì giữa cái mà mình có vị trí và không vị trí nó khác nhau gì? Có vị trí và không vị trí nó khác nhau gì? Như vậy tại đây thì người ta sẽ đưa cho các bạn một số cái mà để định nghĩa vị trí nè. Ví dụ như static là mặc định, là định vị theo thứ tự sắp xếp tự nhiên của HTML. Tức là lúc đầu chúng ta không để gì hết á, là nó là static. Được chưa? Nó là static. Nhưng khi chúng ta để là absolute là địa chỉ tuyệt đối. Tuyệt đối là tuyệt đối so với màn hình hoặc thẻ chứa. Chú ý chỗ này giúp thầy. Màn hình hoặc thẻ chứa. Như vậy thầy sẽ có một cái port 2. Port 2. Và cái độ rộng của mình cho nhỏ hơn 100 thôi. Và độ cao thì cho 50 thôi. Chỗ này thay vì màu đỏ thì mình sẽ cho màu blue đi.
Rồi, ok. À, chỗ này 50-50. Rồi, ví dụ như thế. Bây giờ thầy sẽ có một cái khối 2. Chú ý nha. Tiếp. Thầy có khối 2. Và khối 2 này thầy sẽ dùng cái class là POC2. POC2. Các bạn thấy chưa? Thấy khối 2 hả? Nhìn thì vậy nhưng mà không phải là do nó chồng lên đâu các bạn. Là do chỗ này mình top nè. Ví dụ như mình top ở bên này giống người ta đi. Được chưa? Đó. Hoặc là chỗ này thầy không có dùng left nữa mà thầy dùng right đi. Được chưa? Cách phải. Đó. Như vậy thì hai cái khối này nó độc lập. Hai cái khối này nó hoàn toàn độc lập. Đúng không? À, cái khối 2 này nè, khối 2 này nó so với lại ở đây là mình dùng cái được chưa, mình dùng cái địa chỉ tuyệt đối absolute thì nó sẽ mình đang để ở đây là để ở ngoài thì coi như là nó so với body. Đây, cha của thằng này là body, cha của thằng này cũng là body. Bây giờ giả sử thầy bỏ cái thằng deep 2 này vào bên trong khối này luôn. Bỏ vào đây. Chuyện gì xảy ra? Như vậy thì cái thằng khối 2 này nó sẽ có tuyệt đối, nhưng mà tuyệt đối so với cha của nó. Như vậy bây giờ cái khối 2 này nè, cha của nó là cái khối 1. À, cho nên mình nói là top 100 là từ đây xuống đây 100 nè. Ví dụ mình top 50 đi. Đây, từ đây xuống đây 50. À, ví dụ như là mình right 10 đi. Đây, từ đây qua đây 10. Được chưa? Đó. Còn nếu như mà mình mang cái khối này ra đây, mình có chỗ này là khối 3 thì cũng là vậy. Khối 2 và khối 3 này là hoàn toàn giống nhau. Chỉ có một cái là khối 3 cha của nó là body, khối 2 cha của nó là khối 1. Thì các bạn, khối 2 và khối 3 vị trí nó khác nhau. Như vậy các bạn đã biết được vị trí tuyệt đối này chưa? Tuyệt đối. À, chỗ này người ta gọi là tuyệt đối. Tuyệt đối. So với cha. À, so với cha. Được chưa? Rồi, vị trí tương đối. Vị trí tương đối. Vị trí tương đối. Các thuộc tính. Relative. Và một cái vị trí nữa của chúng ta, fit, là vị trí cố định, tức là cái icon đó nó không thay đổi được đâu cả. Cái vị trí đó, cái menu đó nó cố định một vị trí thì chúng ta gọi là fit, fit vị trí. Được chưa? Đó. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy là người ta đang ví dụ cho các bạn nè, người ta đang ví dụ cho các bạn. À, vị trí của các bạn ở chỗ này là có một cái hình nó cố định thì người ta dùng cái vị trí của cái image fit, fit ngay tại vị trí đó, không đi đâu, không thay đổi gì đâu cả, đó là vị trí cố định. Vị trí tương đối rồi, ở trong này thì người ta sẽ cho các bạn một cái khối và người ta sẽ định nghĩa cho các bạn là khối này là khối sản phẩm. Thì trong này có giá nè, có giảm giá nè, rồi có một cái thẻ là new chẳng hạn. Đó.
rồi thiết kế đầy đủ cái menu này, cái đối tượng này, thì chúng ta sẽ sử dụng cái CSS như thế nào. Ở đây có một cái logo, trên này có một cái menu, thì mình sẽ thiết kế cái này như thế nào, đúng chưa? Chúng ta có một cái sản phẩm thì trong đó có cái tên, có cái hình, rồi bộ góc, rồi có cái icon của thằng chat, rồi icon trái tim, rồi icon lưu lưu hình ảnh, hoặc là icon là share. Đó, thì mình sẽ đưa các cái đối tượng nó ra như thế nào. À, các bạn làm lại cái vị trí này giúp thầy coi làm được không? Khối 1, khối 2, khối 3. Ví dụ chỗ này write, mình write 30. Khá là đơn giản đúng không các bạn?